công an đang thụ lý các gói thầu mua sắm với Việt Á. Theo thanh tra tỉnh Bình Thuận, đoàn thanh tra không tiến hành xác minh các gói thầu mua sắm liên quan đến công ty Việt Á. Theo hướng dẫn của thanh tra chính phủ tại công văn số 225 trên TTCPVII ngày 18 tháng 2 năm 2022, mà chỉ yêu cầu CDC cung cấp thông tin để tổng hợp, báo cáo kết quả chung. Cụ thể, công văn số 225 trên TTCPVII của thanh tra chính phủ hướng dẫn, đối với các gói thầu mua sắm liên quan đến công ty Việt Á, mà cơ quan công an đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu hoặc đã thu thập hồ sơ gói thầu phục vụ công tác điều tra, thì đoàn thanh tra không tiến hành xác minh, nhưng vẫn yêu cầu đơn vị mua sắm cung cấp thông tin để tổng hợp, báo cáo kết quả chung. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại CDC tỉnh Bình Thuận. Do đó, thanh tra Bình Thuận đã không xác minh, thanh tra theo hướng dẫn của thanh tra chính phủ. Được biết, chỉ trong năm 2021 có 32 gói thầu là chỉ định thầu, và CDC tỉnh Bình Thuận đã chi hơn 100 tỷ đồng là tiền mua kit, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị y tế, hầu hết đều của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, thông qua đối tác của Việt Á là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học hợp nhất Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Phú Nhuận: kết luận thanh tra việc mua sắm kit test, thiết bị, vật tư y tế tại CDC Bình Thuận. Do cơ quan điều tra đã thụ lý tin báo tội phạm, nên đoàn thanh tra không xác minh các gói thầu mua sắm liên quan đến công ty Việt Á. Ngày 8 tháng 6, nguồn tin của PLO cho biết, ông Trần Văn Hải, Chánh thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa ký kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh. Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, và đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại CDC Bình Thuận từ ngày 25 tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thanh tra xác định, trong 2 năm 2020 đến 2021, tổng số nguồn kinh phí từ ngân sách CDC Bình Thuận dự kiến phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 là hơn 221 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 206 tỷ đồng. Nguồn ủng hộ phòng chống dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận 10 tỷ đồng và nguồn kinh phí vận động, hỗ trợ, viện trợ phòng chống dịch hơn 5,5 tỷ đồng. CDC đã bố trí nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỷ đồng với 53 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện hơn 190 tỷ đồng. Đoàn thanh tra đã thanh tra ngẫu nhiên 5 gói thầu do CDC làm chủ đầu tư. Gói thầu 1, mua sắm test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 945 triệu đồng, nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe Chìa khóa vàng. Gói thầu 2, mua sắm môi trường vận chuyển virus 3ml và que phết thu mẫu tị hầu, tiệt trùng từng cái, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu hơn 1,8 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổng hợp Song Anh. Gói thầu 3, mua sắm bộ môi trường vận chuyển bệnh phẩm 6ml, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 6,3 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV trang thiết bị y tế Thăng Long. Gói thầu 4, mua sắm test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 9,9 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thế giới thương mại Thiên Phúc. Gói thầu 5, mua sắm que phết thu mẫu tị hầu, tiệt trùng từng cái, môi trường vận chuyển bệnh phẩm và cồn 70 độ, hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu 6,7 tỷ đồng, nhà thầu trách nhiệm hữu hạn TMDV trang thiết bị y tế Thăng Long. Trung tâm đã thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19 cơ bản đầy đủ và đúng theo các quy định của luật đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn có một số tồn tại, hạn chế như đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đảm bảo thời gian 7 ngày theo quy định, đơn vị trúng thầu thực hiện bảo lãnh hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực là không đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ định thầu rút gọn, CDC có tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, có thư mời thầu gửi nhà thầu chào giá gói thầu, tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành lập biên bản mở thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, sau đó tiến hành thương thảo hợp đồng và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp với quy định. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu việc mua sắm phải được tiến hành nhanh, khẩn cấp để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị trên địa bàn tỉnh, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm. Nguyên nhân chủ quan là do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm, những người được phân công nhiệm vụ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng chính sách, pháp luật nên thực hiện sai trình tự, thủ tục về đấu thầu mua sắm. Trách nhiệm trước hết thuộc về giám đốc CDC tỉnh. Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đã nêu, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc CDC tỉnh về những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên. Đối với giám đốc CDC tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên.